hiện hiện nên biết như có đức như lai ứng tránh đẳng giác hóa làm bốn chúng đó là bí xô bí sô ni ô ba sách ca ô ba tư ca giả sử hóa phật trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp tuyên thuyết tránh pháp cho bốn chúng ấy ý ông nghĩ sao hóa chúng như vậy có thể đắc quả dự lưu hoặc quả nhất lai hoặc quả bất hoàn hoặc quả a la hán hoặc độc giác bồ đề hoặc được thọ ký vô thượng tránh đẳng bồ đề chăng thiện hiện đáp bạch đức thế tôn không vì sao vậy vì các hóa chúng đều không thật có pháp chẳng không thật mới có thể đắc quả có thể được thọ ký phật bảo thiện hiện